Oh, xin chào các bạn, các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây. Thì mình xuất hiện trong buổi ngày hôm nay với hình ảnh đầy đủ đó, để chia sẻ cho mọi người với thị trường cũng là tăng rất là tốt trong ngày hôm nay nhưng mà các bạn thấy là lực bán cũng đã xuất hiện trở lại sau một cái đoạn mà thị trường cũng tăng vài phiên vừa rồi. Ok thì chúng ta trước tiên mình nghĩ là mình review lại thị trường và sau đó mình sẽ nhận định về thị trường. Đó, cũng như là mình sẽ thấy được là cái nhóm ngân hàng hôm nay tăng rất là mạnh. Thì như vậy thì sẽ là cái nhóm ngành nào tiếp theo Đó Thì đây là mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái cơ hội để chúng ta đầu tư trong giai đoạn sắp tới Thì những cái mình muốn chia sẻ ở đây các bạn thấy nếu như hữu ích Đừng quên để lại cho mình một cái like, một cái share Và cũng như là thả cho mình một cái tim với cái phần bình luận Để chúng ta tăng được cái sự tương tác Cảm ơn các bạn mình chị rất nhiều thì đầu tiên mình nhìn vào với cái bảng điện ở đây thì chúng ta thấy là cũng đọc được là thị trường của chúng ta là tăng được 6,55 điểm tương đương với lại 0,57% Và các bạn và anh chị thấy chú ý giúp mình hôm nay là thanh khoản chúng ta là quay về một cái tỷ đô đó là 25.296 tỷ Đó có tới tận 299 mã tăng và hai mã tăng trần 84 mã giảm à, đứng giá và 203 mã giảm và 4 mã giảm sàn thì như vậy các bạn các anh chị thấy là thị trường của chúng ta hôm nay um, dù um, là thị trường tăng nhưng cũng không quá nhiều nhà đầu tư vui thì như vậy thì chúng ta là về thị trường vẫn có nhiều mã giảm và đặc biệt ngày hôm nay các bạn thấy là vn50 của chúng ta là nhỉnh hơn cái chỉ số của vn rồi thì do là nhóm ngân hàng tăng ai cũng thấy điều đó và mọi người đều là uh, cá tụng về ngân hàng đó các chị Trong trong giai đoạn trước thì mọi người chê ngân hàng rất nhiều. Chính xác chưa? Rồi, thì như vậy thì hôm nay chúng ta thấy là ngân hàng à, thị trường tăng à, ngân hàng tăng giúp cho cái VN10 tăng và cũng như là cái thanh khoản của VN10 nó đột biến lên. Nó đạt ở cái mức là 11.458 tỷ và có 21 mã tăng và 3 mã đứng giá và 6 mã giảm. Rồi, đa phần là ngân hàng và các bạn các chị cũng thấy thanh khoản nó đột biến rồi và hôm nay tự doanh của chúng ta cũng mua ròng à, 653 tỷ. À, nước ngoài hôm nay mình thấy là có một cái động thái bán rồng rất là nhẹ đó là 17 tỷ thôi nhưng mà chúng ta nhìn về biểu đồ chi tiết thì chúng ta thấy là bán rồng rất là mạnh từ sáng cho tới chiều à, và bắt đầu từ à, buổi trưa đúng không buổi chiều phiên chiều thịt chiều thì chúng ta hãy nằm mua trở lại à, và cũng chỉ bán mua bán rồng nhẹ trong ngày hôm nay à, chỉ 17 tỷ rồi chúng ta hãy là các cổ phiếu như Vietcombank, Vbank, MSB, SI đó là những các cổ phiếu mua Còn trong chiều ngược lại thì là bán vẫn bán về Vinhome, Masan, STB và tiền Phong Bank Rồi à, như vậy ngày hôm nay các bạn có các chị thấy là cái nhóm ba cái dòng mà nó hút được dòng tiền rất là lớn Đó là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản Còn các cổ phiếu dòng còn lại mình thấy là những nhóm du lịch và nhóm mà hàng gia dụng, thực phẩm, rồi hàng công nghiệp, và xây dựng vẫn là giảm điểm bán lẻ tài nguyên đó là những cái nhóm như thép vẫn giảm điểm nhưng mình nghĩ là giảm cũng không, không quá nhiều đúng không như vậy thì dòng tiền nó tập trung vào ba cái ngành này thôi đó. nhưng mà các bạn có anh chị thấy là về index ở đây mình review một tí sau đó mình sẽ phân tích ba cái nhóm ngành này và đặc biệt mình nói là khi ngành ngân hàng đã tăng rồi thì cái nhóm nào sẽ là tăng tiếp theo đúng không các anh chị bạn đó thì chúng ta thấy là về index ở đây đó là trong một trong nó cũng đã tiến về cái vùng bán và cũng như là chúng ta view một tí lại về những cái mặt lịch sử trước đó thì như là mình cũng chia sẻ cho mọi người trong những cái vùng trước à... Chứ... À, ở đây mình mở ra một cái uh, room cộng đồng à, một cái room cộng đồng để chia sẻ lại cho mọi người uh, về những cái uh, mình đã chia sẻ ha ở đây. Ở đây ha, thì đây, à, quay lại vấn đề một tí thì các bạn thấy là cái ngày như ngày 31 30 tháng 10 đó là ngày mà chúng ta thấy là thị trường giao dịch rất là buồn, rất là ảm đạm, đó là những cái ngày như thế này. Thì mình thấy là được là những cái vùng mà từ cái vùng 1050 cho tới vùng 1080 và thậm chí nó có về được 998 hoặc là 1024 đó, thì đây là những cái vùng mình nghĩ đánh giá đó là một cái vùng hỗ trợ thì cho nên là đó là những cái vùng mua và mình chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cổ phiếu các bạn nhìn lại về các cổ phiếu chú ý thì bây giờ nó đã, đã khác rất nhiều rồi đúng không các anh chị bạn đó rồi thì như vậy và cũng như là xuyên suốt về quá trình như thế này thì các bạn và các anh chị thấy là ngày hôm nay thì mình cũng có những cái chia sẻ cho mọi người đầu tuần. À đầu tuần thì chúng ta cũng sẽ thấy được là à, mình chia sẻ cho mọi người về thị trường, đúng không? Cũng như là những cái sự kiên định của mình vẫn là vùng kháng cự 1137 cho tới vùng 115x. Đó là cái vùng mà sự dao động của thị trường. Đó, và cái hành động là gì thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người. Đó các bạn nào trong room mở cũng như là khách hàng của mình thì mình để chia sẻ như thế này và room mở thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn của anh chị trong một tuần một lần à, thì mình có nhìn một lần thì chúng ta nhìn tổng quan mình chia sẻ cho mọi người để mọi người đánh giá trong cả tuần <laughs> là tại vì chúng ta nhìn được cái view dài à, cái view dài ha rồi à, ở đây chúng ta cũng sẽ thấy được là thị trường cũng đã tiến về những cái vùng kháng cự như mình chia sẻ và cũng như đạt được cái target về mặt ngắn hạn thì các bạn các chị cũng hiểu rằng giúp mình thị trường là nó không thể tăng dựng đứng được à, nó không tăng dựng đứng được nha các anh chị và bạn cho nên về mặt ngắn hạn các bạn thấy là thị trường đã tăng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 phiên liên tục thị trường tăng gần như là thị trường tăng không có một cái điều chỉnh thì cho nên là về mặt ngắn hạn đã gọi là 13 tăng thì về mặt ngắn hạn thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh trở lại sau đó nó tích lũy để tiếp tục đi lên hay không thì chúng ta về mặt ngắn hạn các bạn thấy một cái tín hiệu ở đây cũng có nói lên là một cái chỉ báo về mặt đồ thị À, cái độ hưng phấn chỉ số chỉ đây ở đây nó rất là hưng phấn đúng không đánh giá được cái sự hưng phấn tột độ của nhà đầu tư rất lớn à, với mặt ngắn hạn thì mình nghĩ là nó là vùng bán và cũng như là hưng phấn thì đó là những cái điểm mà chúng ta không có vị trí để mua nữa các chị bạn nhưng à, mình nhấn mạnh ở đây hôm nay à, thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến nhóm ngành nào rất đặc biệt nha rồi à, ở đây chúng ta thấy là một cái thanh khoản rất là lớn <laughs> thanh khoản lớn nó có rất là nhiều ý nghĩa nha các anh chị bạn cho nên là mình nghĩ là phải cần đánh giá vài phiên chứ không thể nào nói được. Nhưng mà một cái điều ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là thị trường với cái nến này chúng ta cũng đọc vị được là cái lực bán từ cái vùng sáu 160 trở từ đây trở xuống là có. Có nghĩa là các bạn thấy là thanh khoản này nó được khớp bởi cái lượng bán và lượng mua cho nên là cái lực bán cũng rất lớn ở trong cái đoạn này đó nhưng mà về mặt ngắn hạn có giảm nữa hay không hay là có tăng tiếp hay không thì mình thấy là về mặt ngắn hạn của chúng ta là nó không có phân kỳ mình nghĩ là thị trường của chúng ta ở đây nó có phân kỳ nhưng mà đoạn này nó không có phân kỳ à, đoạn này nó có nhịn lên các bạn đúng không nó cao hơn nhưng mà RSI nó cũng cao hơn đó là nó phá thế phân kỳ rồi mình muốn muốn phân kỳ mình nghĩ là nó sẽ tạo lại còn uh, sau khi nó bám được cái bên trên như thế này thì mình nghĩ là nó khả năng nó sẽ chỉnh về giống như vậy thì mình nghĩ là đây nó có một cái vùng hỗ trợ ngắn loanh quanh ở cái vùng 1143 cho tới vùng 145 Đó, à, đó là một cái biên mà nó có thể tích lũy. Nhưng mà chúng ta hãy là cái nguy cơ nó chỉnh đó, thì chúng ta hãy là nó cũng sẽ những cái điều chỉnh nó sẽ sâu hơn. À, có thể là về 1120, quanh quanh 120 cho tới vùng 1130. Đó à, 1120 1130. Cho nên là đó là những cái vùng mà chúng ta hãy là À, có thể điều chỉnh trở về và các bạn các chị cũng an tâm là nó có break được cái nền này thì nó có test là về cái nền này nó là bình thường các chị bạn nha Tại vì các bạn các chị thấy là thị trường của chúng ta nó giao dịch ở cái vùng một một mươi này rất là nhiều, đó, cái vùng này này. Đó, cho nên là sau đó nếu mà chỉnh thì nó sẽ quay lại ở cái vùng biên hỗ trợ các bạn thấy là một hai cho tới vùng một 128 hai bảy một hai tám này nó vẫn là hỗ trợ của thị trường cho nên là cái biên đó nó sẽ là hấp dẫn rồi. Rồi. À, nhưng mà về mặt ngắn hạn thì mình nghĩ là nó có thể là rút lắc và điều chỉnh thôi nhưng mà khi mà như vậy thì cũng sẽ xảy ra một số cổ phiếu vẫn tăng nha các anh chị bạn nha ở đây um, tiếp tục thì um, về mục tiêu thì mình nghĩ là suy suốt về quá trình à uh, những ngày gần đây thì mình nghĩ là chúng ta cũng đã đi đúng về cái kế hoạch của mình rồi à, qua dòng chứng khoán thì mình nghĩ là giống như mình chia sẻ mọi người thì dòng chứng khoán mình cũng không đánh giá cao vào dòng chứng khoán thì giống như các bạn thấy là hôm nay chứng khoán tăng đó. nhưng sau đó thì về cuối phi nó vẫn là bị áp lực bán đó thì như mình đánh giá thì đây là vùng cân bằng và cũng như là cần có một cái thời gian tích lũy cho cái nhóm chứng khoán thì cho nên là dòng chứng khoán mình không đánh giá cao về dòng lần này tại vì nó biên <laughs> nó không dần không áp dẫn thôi chúng ta bỏ qua ha rồi những cái dòng như các bạn thấy là như SI hôm nay tăng thì cũng bị bán xuống như thế này ha rồi như là VND, VND như thế nào? VND mình chưa coi nó cũng bị bán áp lực xuống. VCI nó cũng bị áp lực xuống. Đúng không các chị bạn? Đó. Và tiếp tục thì chúng ta là nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng hôm nay thì mình nghĩ là mọi người cũng có rất là nhiều nhưng mình thấy là nhóm ngân hàng rất là tích cực. Thì đầu tiên chúng ta là có kể đến là Vietcombank cũng là một trong những cái cổ phiếu mình nghĩ là nó vượt đỉnh đầu tiên của cái nhóm ngành ngân hàng. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy là có các cổ phiếu như BID rồi ACB cũng là một trong những cái cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử của nó. Đây là những cái vùng đỉnh lịch sử của BID cũng vượt. Đó không có gì bạn? Rồi rồi như ACB cũng vượt đỉnh lịch sử, à, vượt đỉnh lịch sử đây. ha, à, đều được vượt đỉnh lịch sử hết. Cho nên là các bạn thấy là những những cái ngày gần đây thì các cổ phiếu nó sắp vượt đỉnh lịch sử khá là nhiều của của ngành ngân hàng thì các bạn thấy là à, về ngân hàng thì à, là một trong những cái ngành mà nó tạo đáy trước thị trường chung à, và khi bây giờ thì à, các nhóm ngành khác chưa có mạnh lắm nhưng mà ngành ngân hàng lại có một vài cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử và tiếp tục đi lên thì cho nên là chứng tỏ là thị trường chúng ta vẫn còn rất hấp dẫn à, Vậy như vậy thì những cái nhóm ngành nào tiếp theo thì với bây giờ thì bạn thấy là ngân hàng nó không còn để mua rồi thì bây giờ các bạn thấy là đa phần trong những cái lúc mà thị trường à, Rulak thì mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn bắt đáy đó thứ nhất là stb đúng không từ những cái vùng mà mình nói phá đáy ở đây thì các bạn anh chỉ có thể gom rồi đó, nhưng mà nếu như các bạn anh chỉ ngắn hạn thì chúng ta sẽ là mua ở quanh ở vị trí nào thì đó thì những cái lúc mình chia sẻ cho mọi người về stb thì mình mở lại về stb một tí À, STB đúng không? đây à, thì mình là chia sẻ cho mọi người về mua về STB đó mua ở cái vùng này vùng uh, 25 tháng 12 22 ở vùng ha loanh quanh ở cái vùng này các chị bạn <laughs> rồi thì tới bây giờ thì uh, sáng ngày hôm nay à, sáng ngày hôm nay thì mình chia sẻ mọi người bán lúc 9 giờ 24 phút à, thì mình chia sẻ mọi người bán trong cái cái vùng này à, cái vùng mà uh, hai kháng cự này chín thì trong cái biên đó mình chia sẻ cho mọi người bán nhưng mà các bạn thấy là thị trường uh, ngân hàng nó cũng tới được cái vùng chốt lời như mình kỳ vọng đầu tiên đó là 29.5 đó và bây giờ mình bán một phần thì mình nghĩ là vẫn còn để tiếp tục để chúng ta tiếp tục nắm giữ để lên được cái vùng phía trên hay không đó bây giờ chúng ta là cái cơ hội chúng ta tiếp tục nắm giữ và tiếp tục là chờ đợi một cái cơ hội để chúng ta gia tăng trở lại rồi đó là những cái sự chốt lời trong ngắn hạn như thế này đó, thì uh, các bạn thấy là những cái cổ phiếu như ngân hàng mình thấy rất nhiều đó như mà bb mình chia sẻ cho mọi người nếu như các bạn anh chị vẫn có xem mình trong những cái video như thế này đúng không rồi như mình thấy là vip shb nè đúng không đó, thì những cái lúc như thế này đó là cái cơ hội mua còn với bây giờ thì mình nghĩ nó không còn cái điểm mua về mặt ngắn hạn nữa à, nhưng mà chúng ta thấy là một cái dòng mà các bạn anh chị vẫn chưa có thấy được là sức hấp dẫn thì trong giai đoạn gần đây thì những cái, cái tên tuổi như là đích À, hoặc là sell thì mình thấy là cũng bị chìm xuống mọi người cũng không nhắc tới nhiều đó tại vì những cái cổ phiếu về dòng trước à, vòng bất động sản thì các bạn anh chị thấy là như Dix và sell thì đây là những cái cổ phiếu mình nghĩ là nó vẫn đang là một trong những cái à, cái vùng tích lũy đích à, sell đó là các cổ phiếu về trong vùng tích lũy thì mình nghĩ là các bạn anh chị có thể thấy được là nó sức hấp dẫn <laughs> nó có thể là chúng ta là về mặt ngắn hạn nó không hấp dẫn nữa tại vì cái biên độ dao động nó không có nhiều cho nên là mình thấy là mọi người không có nhắc tới đó nhưng mà mình thấy là cái cơ hội chúng ta là mua cổ phiếu những cái cổ phiếu tích lũy như thế này nó vẫn còn vùng an toàn hơn so với những cái cổ phiếu nó không còn điểm mua như ngân hàng nữa đó cho nên là mình muốn nhấn mạnh với các bạn và anh chị là trong giai đoạn này khi thị trường không còn nhiều điểm mua cho cái nhóm ngân hàng đó. và mình không đánh giá cao về dòng chứng khoán đó và những cái dòng như mình không đánh giá cao như nữa là đó là về dòng thép, dòng thép và dòng xây dựng đó thì cái khả năng thì mình nghĩ là nó sẽ sideways quay là chính, chính tại vì mình không đánh giá cao có nghĩa là nó không có biên độ tăng giá tốt đó thì chúng ta thấy là đây là những cái vùng cân bằng của cái dòng thép cho nên là mình không đánh giá cao các bạn thấy là giúp mình là những cái cổ phiếu như hòa phát đúng không mình thấy là cái vùng này là vẫn, vẫn là cái vùng uh, cái vùng kháng cự rất là mạnh thì cho nên là nó có thể bị áp lực uh, và nó sẽ bị sideways quay trong một cái thời gian xe à, xoay quay trong thời gian cho nên về mặt ngắn hạn nó không phù hợp cho nên là mình không đánh giá cao chứ còn về chiến lược mà các bạn đầu tư dài thì mình nghĩ là vẫn welcome thôi đúng không à, tại vì cơ bản các bạn mà xem livestream của mình á thì các bạn của anh chị sẽ không có đánh được dài được cũng rất là khó tại vì đa phần là chúng ta lướt lướt là nhiều đó, à, còn mình nghĩ là các bạn của anh chị mua thì um, cũng có thể nhắn mình để chúng ta tìm kiếm những cái vị trí chúng ta mua dài <laughs> Uh, nhưng mà các bạn thấy là những cái cổ phiếu về xây dựng thì mình cũng có nói với các anh chị bạn là những cái cổ phiếu mình thấy là một cái tín hiệu những cái tín hiệu mà chúng ta thấy là có thể là xem xét được giống như đạt phương thì đạt phương mình nghĩ là nó vẫn sai quay thì cái vùng sai quay như thế này hay là cái biên dao động từ cái vùng 37 cho tới ở cái vùng 3 39.8 này mình nghĩ là đó vẫn là một cái vùng mà các bạn thấy là nó có thể sai quay trong cái biên dao động như thế này đó thì cái biên dao động này nó vẫn rất là lớn À, thì cho nên là mình nghĩ là đối với đại phương thì cũng là một cổ phiếu để cho các bạn quanh chị nắm giữ tương đối đó. và tiếp theo là cái cổ phiếu như VCG cũng là một cổ phiếu về dòng uh, xây dựng <laughs> nhưng mà mình thấy là nó có sẽ có cái hỗ trợ cỡ tầm ở quanh quanh ở cái vùng 23.5 cho tới cái vùng 24 24.3 như thế này thì đó đây là những cái vùng mình nghĩ là các bạn quanh chị có thể canh uh, để chúng ta tích lũy hoặc là gom dần uh, nó sẽ à, gọi là hấp dẫn trong cái tương lai hơn có nghĩa là về cái thời gian thì mình sẽ thấy được nó có thể là tích lũy thêm một thời gian nữa là khoảng tầm từ hai cho tới bốn tuần nữa thì nó sẽ có cơ hội hơn đó à, và mình vẫn chú trọng với các bạn anh chị là trong đoạn này thì mình chú trọng về dòng bất động sản hơn thì cũng như là trước đó mình chia sẻ cho các bạn và anh chị một số về cái ngành đúng không? về cái ngành trong uh, thị trường đó, trong thị trường thì ngày 1 tháng 1 là cái ngày mà các bạn nghỉ Tết nghỉ Tết đúng không thì mình cũng chia sẻ cho các bạn trong những cái 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 room mở và cũng như là trong room khách hàng của mình thì mình cũng làm một cái video để chia sẻ cho mọi người chúc mừng năm mới và cũng như là những cái ngành mình đánh giá là ngành bất động sản và ngành ngân hàng sẽ là hot trong năm 2024 thì bạn thấy là mở ra bây giờ thì ngành ngân hàng thì ai cũng chú ý rồi mình nghĩ là bây giờ nó cũng không, không còn cái điểm mua ngắn hạn tốt được nữa còn các bạn mà kỳ vọng về cái view xa hơn, vời hơn thì mình nghĩ là vẫn welcome mọi người, thì chúng ta chấp nhận được những cái biến động ngắn hạn bỏ qua được thì chúng ta tham gia. đó. còn đối với mình thì chúng ta mua chuẩn điểm để cho các bạn quan chỉ đầu tư lướt sóng vẫn ngắn hạn được. đó là về bất động sản. thì giống như mình nói là các bạn và chỉ ít nhắc tới rất là dip và sell trong như đoạn này. đó. thì đây mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu đang tích lũy, cho nên là không có biên độ dao động, cho nên là không có nhiều người quan tâm tới. Thì những cái vùng như mình nói là ngày 9 tháng 8 ngày 8 ngày 9 tháng 1 năm 2024 sẽ là một trong những cái cơ hội để chúng ta mua. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn mua thì vẫn lấy vị thế được lanh quanh ở cái vị trí à 22.22 à, cho .22 tới 23 này. À, bây giờ nó 22.8, mình nghĩ là vẫn lấy vị thế được bình thường trong cái vị thế này, mình nghĩ là trong cái biên mà dao động tập tầm 23 mình nghĩ là ok hết. Nhưng qua tới những cái ngày này, mình nghĩ là có những cái điều kiện đủ là cái thời gian nó bước qua được cái vùng 23.5 nó sẽ là cơ hội đó sẽ là cơ hội nha các anh chị bạn đó thì các bạn anh chị có thể chú ý vào như là các cổ phiếu như À, thì à, giống như là các bạn các anh chị thấy là về như là sale đúng không? Rồi như đích thì mình thấy là vẫn đang tích lũy thì cái khả năng nó như vậy à, Rồi những cái cổ phiếu mà như là nam long thì mình cũng thấy đang trong một cái vùng tích lũy đó trong cái vùng tích lũy này thì mình nghĩ là vẫn có thể tham gia rồi những cái phiếu như đất xanh đó, mình nghĩ là vẫn đang tích lũy vẫn có thể tham gia được trong cái vùng này và mình thấy là, là những cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó là 18.2% và hiện tại là 19.2 vẫn là một trong cái biên à, gọi là tích lũy được đó cho nên là các bạn các anh chị à, để tham gia được đối với lại cái dòng bất động sản này và đặc biệt hơn mình thấy là những cái cổ phiếu như Vinhome này, đó nó vẫn là một trong những cái cổ phiếu tạo đáy đó vẫn là một trong những cái cổ phiếu được hấp dẫn được giống như các bạn thấy là đối với lại cái dòng bất động sản là cái dòng mà mình nó đánh giá chung về cái ngành luôn ở cái ngành này các bạn thấy là các bạn một cách chị nhớ giúp mình cái tháng 11 năm 2022 là thị trường chúng ta tạo đáy thì cái dòng bất động sản là chúng ta thấy là tới tháng 2 tháng 2 tháng 3 năm 2023 là nó mới có thấy đấy nó mới thấy tạo đáy đúng không gì bạn và sau đó các bạn thấy là tiếp tục phá đáy À, tiếp tục phá đáy vào tháng 11 vừa rồi tháng 11 vừa rồi là tiếp tục phá đáy thì các bạn thấy là ảnh hưởng bởi các cổ phiếu như Vinhome đúng không thì ở đây mình thấy là cái khả năng nó có phân kỳ về ngành à, thì à, khi mà có phân kỳ về ngành thì chúng ta hãy là đánh giá là cái ngành bất động sản này nó đang rất hấp dẫn trong thời gian tới thì chúng ta thấy là sẽ tìm được những cái cổ phiếu như Dixiel, Nam Long à, Nam Long nè Đức xanh nè à, Vinhome nè đó là những cổ phiếu mình nghĩ là các bạn một anh chị có thể quan tâm và có thể chú ý ở trong thời gian tới ok đó. thì ngày hôm nay thì mình cũng chú trọng như vậy thôi và một số cái ngành riêng lẻ khác là những cái ngành dầu khí thì mình vẫn thấy dầu khí nó vẫn đang trong một cái vùng tích lũy cũng chưa có những cái nhịp cần để mua thì mình nghĩ thôi cứ kệ để nó tích lũy đi đó. bây giờ nó có chỉnh về trong những cái vùng cân bằng này tham gia đối với ngành dầu khí không biết các bạn và anh chị như thế nào đó thì các bạn có quan tâm đến ngành dầu khí hay không? Nếu quan tâm thì có thể comment ở dưới cái phần video đó mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người và một số cổ phiếu gợi ý như BVD, BVS, BVB và BVC, Bình Sơn cũng là một số cổ phiếu dầu khí để chia sẻ cho mọi người ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và mình cũng không có gì nhiều nói nhiều thêm mà thì cho nên là chúng ta hãy là Hôm nay mình chỉ muốn là chia sẻ cho mọi người là cũng thị trường đi đúng với những cái gì mình đã chia sẻ cho mọi người như vậy thì những cái sự kỳ vọng mình cũng đạt được rồi. Đó, và nhóm ngân hàng đã tăng và tiếp theo là ngành gì Đó, thì mình cũng bật mí cho mọi người là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành bất động sản trong giai đoạn tiếp theo và một số cổ phiếu mà các bạn anh chị chú ý giúp bình nha, Disel, Nam Long và Đất Xanh, rồi Vinhome. Uh, đó là một số cổ phiếu mà các bạn chú ý đối với cái dòng bất động sản nha rồi ok các bạn có chị rất nhiều và chúc mọi người có một buổi tối thật nhiều vui vẻ và đặc biệt là nếu như có chút lời thành công à, đừng quên mời mình lên cà phê tối <laughs> cảm ơn mọi người rất nhiều nha cảm ơn trước và đặc biệt đừng quên để lại cho mình một cái like cái xe và cũng như là thả mình cái tim với cái phần bình luận và đặc biệt hơn các bạn mới xem thì cứ nhớ cho mình một cái lượt subscribe đó, và có thể ủng hộ mình đặc biệt hơn là mở tài khoản tại E hoặc như nếu như cái giả sử các bạn có rồi thì có thể chuyển ngay đi à, ok thì những cái đó như vậy ha và bye bye và hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người rất nhiều vui vẻ